Rồi, xin chào các bác nhé, xin chào các bạn. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với các bác, xin giới thiệu với các bạn một cái sản phẩm tiếp theo. Đó là cái bình rượu ngâm gồm 8 vị chính. Xin giới thiệu các bạn từng vị một nhé. Vị thứ nhất đây là nhục trung dung nha các bạn nhé. Rồi. Vị thứ hai, các bác nhìn trên màn hình đây này. Đây là đỗ trọng nhé. Rồi. Vị thứ ba đây là củ giòm nhé, hay còn gọi là củ gà ấp khô. Vị thứ tư là hà thứ ô chế nhé. Rồi. Vị thứ năm còn là cái sâm cau hay còn gọi là sâm tiên mao nhé. Vị thứ sáu là cái củ cúc khắc ngọt nhé. Rồi. Rồi, vị thứ bảy đây là ba kích nhé. Vị thứ tám đây là cái ngưu tất này. Đó. 8 vị này thì nó có những chức năng rất là tốt, ví dụ như là cái vị đỗ trọng thì có tác dụng vào xương khớp, củ giòm thì có tác dụng vào lồng ngực, củ khúc khắc thì cũng có tác dụng vào lồng ngực, rồi hà thử ô thì bổ máu, rồi vị nhục trung dung này là bổ dương rất là mạnh, hay là tiên mao cũng bổ dương rất là mạnh. Đấy. Rồi vị ba kích ngọt và bổ xương sống. Rồi vị ngưu tất chua nhưng mà lại bổ về cái đầu gối. Thì xin giới thiệu các bác 8 cái vị đơn giản này thôi. Các bác muốn ngâm một bình rượu thì các bác hãy ngâm kết hợp các vị lại với nhau, gồm 5 vị, 8 vị, 12 vị. Các bác đặt hàng ở chúng tôi thì tùy theo từng thời điểm chúng tôi sẽ có những cái phần quà tặng thêm, ví dụ như tặng thêm những cái vị như vị này. Đây là vị tiến vua bổ dương này. Rồi có thể là tặng thêm các bác một ít dâm dương hoắc hoặc là một số vị khác nữa để cho các bác có một bình rượu ngon, và mong rằng sau khi các bác ngâm rượu và uống rượu của chúng tôi thì các bác sẽ có những cái phản hồi lại cho chúng tôi để chúng tôi biết được về sẽ điều chỉnh lại những cái lượng nó phù hợp hơn cho các bác. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo nhé.